Trên thực tế, tình trạng người rút bảo hiểm xã hội một lần đã đến mức báo động, ảnh hưởng đến mạng lưới an sinh đang mỏng dần đi. Bên cạnh ý kiến khác nhau tại hội trường về nội dung rút bảo hiểm xã hội một lần, chia sẻ bên lề nghị trường, các đại biểu Quốc hội còn đau đáu về vấn đề cốt lõi, đó là làm sao để nâng cao đời sống cho người lao động. Theo tôi thì nên kết hợp cả hai phương án. Nếu như trong thời điểm hiện tại mà chúng ta không cho rút bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ gây một cái phản ứng rất là dữ dội từ phía tập thể người lao động, bởi vì người ta nghĩ rằng là cái quyền lợi của người ta, mà nguyên tắc của bảo hiểm là có đóng có hưởng thì tại sao họ đóng mà họ lại không được rút. Khi mà chúng ta kết hợp với rất nhiều các cái giải pháp khác để nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, thì khi đời sống và thu nhập được nâng cao thì họ sẽ bớt đi cái gánh nặng cuộc sống và sẽ không có nhu cầu bức thiết là phải rút bảo hiểm xã hội một lần để lấy tiền trang trải cuộc sống nữa. Thì lúc bấy giờ chúng ta cũng có thể là xem xét để điều chỉnh luật sau. Cái hai phương án đó đều là không có phương án nào mà ổn cả. Nó thật lòng mà nói, cái cốt lõi là rút bảo hiểm một lần, rút bảo hiểm 50% hay là không rút hoàn toàn, thì là công tác tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị đối với đối tượng đóng bảo hiểm là cực kỳ quan trọng, để cho những người mà thông hiểu, người ta thông suốt, người ta hiểu cái điều đó có lợi ích, phân tích cái lợi ích, cái nào thiệt, cái nào hại, cái nào là có lợi cho bản thân người đóng bảo hiểm đó, thì người ta sẽ thuận lợi và chấp hành hơn. Trong kinh tế vĩ mô thì nó có rất là nhiều các nhóm đối tượng, và nhóm đối tượng nào thì cũng có những cái nhóm thì phải hỗ trợ ngay, có nhóm hỗ trợ dần dần, nhưng về cơ bản là phải hỗ trợ để không ai bị bỏ lại phía sau. Chứ còn về nguyên tắc ấy, khi mà nhà nước đã có thể trợ cấp được rồi thì không cho rút. Thì không cho rút nó mới đảm bảo được cái trụ vững về an sinh xã hội. Cái đấy là quan điểm nêu trong nghị quyết 28 ấy, tôi nói đấy. Cái đấy là cái rất quan trọng, nhưng bởi vì là trong cái thời điểm mà chúng ta chưa phủ kín, chưa đáp ứng hết, thì chúng ta phải chấp nhận cái giải pháp gọi là tạm thời như thế.